Các bạn có biết thử thách mì siêu cay của Hàn Quốc không? Mì gà cay siêu ngon siêu nổi. Hôm nay chuyên gia mì gà cay Cookette xin giới thiệu phiên bản nâng cấp hơn của món mì gà cay. Go go go! Món đầu tiên, mì gà xào sốt cay mật ong. Mì xào mà chỉ làm một gói thì hơi ít, nên mình sẽ nấu hai gói nhé. Khi nước sôi thì cho mì vào và luộc trong 5 phút. Khi mì chín thì đổ nước, sao cho chỉ còn lại một ít nước. Phần sốt bao gồm sốt gà cay, mật ong và dầu hào. Sốt gà cay thì chỉ cần một gói là đủ. Vắt cho sốt ra hết nhé. Cho dầu hào và mật ong vào. Sau đó bật lửa và xào thật đều. Và như thế là chúng ta đã hoàn thành món mì gà xào sốt cay mật ong. Cho gói rong biển vụn vào. Các bạn sẽ có thể cảm nhận được vị ngọt ngọt của mật ong và vị đậm đà của dầu hào trong món mì gà xào này. Món thứ hai, mì gà trứng. Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng. Cho tỏi băm và bacon vào xào. Lấy bacon ra. Bacon này sẽ được cho vào ở công đoạn cuối nhé. Cho hành tây vào xào. Khi hành tây đã chín một chút thì cho nước vào. Sau đó cho sốt cà chua và sốt gà cay vào. Để mì ra làm đôi rồi cho vào phần sốt đã nấu. Khi mì đã chín một nửa thì cho vào hai quả trứng rồi rắc thêm chút tiêu. Đóng nắp lại để cho trứng thật chín phần rìa. Cho bacon đã chiên lúc đầu vào. Thế là xong món mì gà trứng cay cay ngọt ngọt. Bạn nào muốn nấu món mì gà thật đơn giản mà lại vừa ngon nữa thì nhớ thử món này nhé. Món thứ ba, cơm chiên mì gà cay Hallasan. Đây là món ăn có hình dạng như núi Hallasan ở đảo Jeju. Mình sẽ dùng mì gà cay dạng cốc nhỏ. Vì đây là nguyên liệu sẽ cho vào món cơm chiên, nên mình sẽ cho mì vào túi thức ăn rồi đâm mì cho thật nhuyễn. Cho mì đã đâm nhuyễn vào cốc rồi cho nước vào. Chờ cho đến khi mì nở. Tiếp theo là cho trứng và muối vào 2/3 bát cơm rồi trộn đều. Khi cơm đã được chuẩn bị xong thì cho chảo lên bếp. Cho cơm đã trộn với trứng và mì đã ngâm vào. Cho một gói sốt mì gà cay vào. Rồi xào cho thật đều. Cho cơm chiên vào cốc mì, nén cơm thật chặt để tạo hình. Sau đó cho cơm lên chảo mới. Dùng thìa tạo một phần lõm phía trên sao cho giống như miệng núi lửa. Đổ trứng vào sao cho giống như dung nham đang tuôn trào. Dùng đũa đánh cho trứng thật bông. Rồi cho phô mai mozzarella vào. Và thế là mình đã hoàn thành món cơm chiên gà cay Hallasan. Món cơm nhìn rất bắt mắt với cách trình bày giống núi lửa phun trào nham thạch. Vị thì lại rất độc đáo và thơm ngon nữa. Các bạn không ăn cay giỏi cũng có thể xử món này nha. Món cuối cùng là mì cay lạnh. Mì lạnh là loại mì thường được ăn vào mùa hè ở Hàn Quốc. Trước tiên thì mình sẽ dùng gói sốt có sẵn trong mì để làm sốt. Cho cả hai gói sốt vào. Sau đó cho giấm, đường, tỏi băm vào. Trộn thật đều. Thế là đã xong phần sốt rồi đấy. Tiếp theo là cho mì vào luộc trong 5 phút. Bỏ phần nước đã luộc. Để mì thật mát lạnh thì mình sẽ rửa mì trong nước lạnh. Nếu cho mì đã luộc vào nước lạnh thì sợi mì sẽ dai ngon hơn. Giờ thì cho sốt và các nguyên liệu trang trí món ăn lên trên. Trộn mì thật đều với nước sốt nhé. Sau đó cho dưa chuột đã thái sợi lên trên. Bỏ phần dầu trong cá ngừ hộp ra rồi cho lên trên theo hình tròn. Thế là xong món mì cay lạnh. Đây là món ăn rất thích hợp cho các bạn thích vị cay nồng của mì gà cay cơ bản, hoặc các bạn muốn ăn mì cay trong thời tiết mùa hè oi ả đấy. Mình đã hoàn thành 4 món mì cay rồi đây.
các bạn cũng hãy thử các công thức mì gà cay độc đáo này nhé. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng.